Bí quyết sống thọ của người dân vùng đất 900 năm không có ai mắc ung thư, tuổi thọ trung bình 120, ngủ từ chập tối, uống nước mơ ngâm, đi bộ thể dục. Bộ tộc Hùn Gia có khoảng 30.000 người, sống dọc theo dãy núi Himalaya ở mũi phía bắc của Ấn Độ. Họ sống trong một thung lũng tách biệt với thế giới bên ngoài, ở độ cao 3.000 mét so với mặt nước biển. Trong hơn 2.000 năm qua, họ gần như hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, tuy nhiên, hiện nay đã trở thành một phần của miền Tây Pakistan. Họ được xem là dân tộc khỏe mạnh nhất thế giới, 900 năm qua chưa từng có ai bị ung thư. Bộ tộc này khỏe mạnh nên điều hiển nhiên là họ sống rất thọ. Tuổi thọ trung bình của người Hùn Gia là khoảng 100 và rất ít bị bệnh. Trong bộ tộc này gần như không thấy những chứng bệnh mãn tính thường gặp ở người hiện đại như ung thư, tim mạch, huyết áp V5. Ở đó, khoảng cách cha con có thể lên tới 90 tuổi. Phụ nữ 80 tuổi trông trẻ như mới ngoài 40. Những cụ ông, cụ bà 130 tuổi vẫn lao động hăng say và nhiều người sống tới 145 tuổi. Ăn uống thanh đạm, triết lý ăn uống của người Hùn Gia là hãy coi thức ăn là thuốc tốt nhất. Chế độ ăn của bộ tộc này tương tự như chế độ ăn kiêng của Hippocrates, cha đẻ của y học hiện đại, người đã sống hơn 2.000 năm trước ở Hy Lạp cổ đại. Người dân nơi đây ăn uống thanh đạm do tác động lớn của điều kiện khí hậu và địa lý. Mọi người chỉ ăn 2 bữa ngày, bữa đầu vào lúc 12 giờ trưa. Trong khi đó, người dân thường dậy từ rất sớm để làm việc chăm chỉ và tiêu tốn nhiều calo. Điều này khác biệt hoàn toàn với các khuyến cáo về tầm quan trọng của bữa sáng thịnh soạn. Các nhà nghiên cứu cho biết, sở dĩ người Hùn Gia sống thọ chủ yếu là vì họ ăn rau củ quả thiên nhiên là chính. Người Hùn Gia gần như không dùng thực phẩm từ động vật. Các loại thịt và sữa chỉ chiếm 1,5% lượng calo. Đối với họ, thịt là một thứ xa xỉ phẩm, một năm chỉ xuất hiện trong một hoặc hai ngày lễ. Thông thường, họ ăn rau củ quả thiên nhiên là chính, nhờ vậy mà họ hấp thu được nhiều vitamin và khoáng chất thiên nhiên vừa phong phú vừa giàu dinh dưỡng. Đặc biệt, người Hùn Gia ăn uống chủ yếu để đủ duy trì sức khỏe hơn là thỏa mãn vị giác. Bữa ăn không quá cầu kỳ mà sử dụng hoàn toàn các thực phẩm tự nhiên bao gồm trái cây, rau quả như cà rốt, củ cải, rau chân vịt, bí, rau diếp, táo, lê, đào, mơ. Mâm xôi cùng các loại ngũ cốc lúa mạch, kê và lúa mì, trong đó rau củ chủ yếu ăn sống hoặc trần sơ. Cách ăn uống gần với thiên nhiên chính là một trong những bí quyết giúp người Hùn Gia phòng chống ung thư. 99% người Hùn Gia ăn chay. Do vậy, thành phần trong bữa ăn của họ bao gồm phô mai, sữa, bánh mì, các loại hạt và những sản phẩm làm từ sữa. Ăn rau quả là chính, thức ăn thiên nhiên không ô nhiễm. Môi trường sống tự nhiên không bị phá hoại lại thêm tính cách vui vẻ lạc quan của người Hùn Gia. Chính vì vậy họ được coi là dân tộc khỏe mạnh nhất thế giới hay đất nước trường thọ. Mọi thứ đều tươi, sạch nhất có thể, không qua chu trình bảo quản phức tạp. Trong khu vườn của người Hùn Gia, không có bất kỳ hóa chất, phân bón nào, nếu sử dụng sẽ bị coi là chống lại luật của Hùn Gia. Người Hùn Gia chỉ ăn thịt trong những dịp đặc biệt quan trọng như đám cưới hay lễ hội, và mỗi người chỉ dùng một miếng nhỏ. Họ cũng ăn nhiều sữa chua. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó thường chiếm phần lớn trong bữa ăn, bên cạnh loại bánh mì đặc biệt làm từ lúa mì, hạt kê, kiều mạch, lúa mạch chưa qua tinh chế. Nghiên cứu của các bác sĩ tại Pakistan cho thấy đàn ông Hùn Gia trưởng thành chỉ tiêu thụ 1.900 calo, 50g protein, 36g chất béo và 354g carbohydrate mỗi ngày, chủ yếu từ các nguồn protein và chất béo có nguồn gốc thực vật. So với người phương Tây, lượng protein chỉ bằng 1/2, lượng calo và carbohydrate bằng hàng ngày. Người Hùn Gia uống nước tan chảy từ các dòng sông băng, thứ nước có nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể. Một bí quyết khác của người Hùn Gia đó là sử dụng lượng nước khoáng giàu chất tinh khiết trực tiếp từ các ngọn núi. Thứ nước uống quen thuộc của họ là trà thảo dược làm từ nước sông băng và một loại thảo mộc là từ muru. Nhờ điều này, các thiếu nữ người Hùn Du sở hữu làn da sáng mịn và khỏe mạnh. Đặc biệt, theo nghiên cứu, ung thư hoàn toàn vắng bóng trong cuộc sống của người dân Hùn Gia nhờ sự hiện diện của quả mơ trong hầu hết các bữa ăn. Quả mơ chứa một hàm lượng lớn amygdalin, vitamin B17, chất có đặc tính chống ung thư một cách hiệu quả. Không chỉ ung thư, các bệnh đương đại khác như béo phì, tiểu đường, cao huyết áp cũng tuyệt nhiên không xuất hiện ở đây. Mỗi năm một lần, người Hùn Gia chỉ sống bằng việc uống nước ép quả mơ khô trong suốt 2-4 tháng. Đó là truyền thống được tổ tiên truyền lại và vẫn được giữ vững cho đến bây giờ. Các nhà khoa học đã đồng tình cho rằng đây chính là bí quyết sống thọ và nói không với bệnh tật của họ. Tâm thế thoải mái, một yếu tố quan trọng khác giúp người Hùn Gia giữ được tuổi thọ cao. Đó là nhờ việc giữ tinh thần và tâm thế thoải mái trong cuộc sống. Họ gần như không biết tới sự căng thẳng. Dường như họ không lo lắng về tương lai, bận tâm nhiều về quá khứ,
dành trọn cuộc sống cho hiện tại. Người hùn da gần như không biết đến sự căng thẳng, nghi ngờ và xung đột. Không sai khi nói rằng, họ sống vô tư và hồn nhiên như những đứa trẻ trong suốt cuộc đời. Người hùn da vô cùng chăm chỉ. Từ sáng đến tối, họ đều làm việc. Họ thường đi ngủ từ chập tối và bắt đầu dậy làm việc từ lúc 5 giờ sáng với tốc độ ổn định, tránh bị kiệt sức. Một phần ngủ sớm vì họ không có điện, dầu, phần vì muốn hấp thụ ánh sáng mặt trời, hòa nhập với thiên nhiên. Thời gian thư giãn, thay vì xem phim, lái xe, họ giải trí bằng việc chơi thể thao, đi dạo. Bên cạnh đó, họ thường đi ngủ từ rất sớm và dậy sớm làm việc. Nếu như sự nghi ngờ có xu hướng làm giảm hạnh phúc của nhiều người, thì điều đó lại không xuất hiện trong môi trường sống của người hùn da. Có thể coi thung lũng hùn da được ví như mảnh đất của niềm hạnh phúc khi người dân không biết tới sự lo âu. Họ giữ được niềm vui và nụ cười trên môi, sống vô ưu, thanh thản. Đi bộ, tập thể dục hàng ngày, người hùn da dễ dàng thụ thai và sinh con ngay cả trong độ tuổi từ 60 đến 90. Bí quyết của họ vẫn chính là chế độ ăn kiêng và thường xuyên hoạt động thể chất. Một trong các yếu tố khiến người hùn da thêm dẻo dai là mỗi ngày họ đều dành nhiều giờ đi bộ 15-20 km dọc theo các con đường núi dốc. Họ coi đây là bài tập thể dục để tận dụng không khí thanh khiết. Ngoài tập thể dục hàng ngày, người hùn da còn thực hành một số kỹ thuật yoga cơ bản, đặc biệt là thở yoga theo phương thức chậm, sâu, sử dụng toàn bộ khoang ngực. Đây là phương pháp thư giãn tuyệt vời, là chìa khóa của sức khỏe. Như vậy, ăn uống tự nhiên và lối sống lành mạnh là tất cả những gì để người hùn da không stress, khỏe mạnh, không mắc ung thư, sống thọ và hạnh phúc. Theo Ngọc Tú Trí Thức Trẻ,